Theo dự kiến thì dự án BOT đường bộ Nội Bài Vĩnh Yên sẽ thu phí tới tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên do lưu lượng phương tiện tăng nhanh, việc thu phí hoàn vốn sớm trước 2 năm nên trạm sẽ dừng thu phí trước thời hạn. Trạm BOT Nội Bài Vĩnh Yên được thu phí hoàn vốn dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài Vĩnh Yên có tổng mức đầu tư trên 772 tỷ đồng, bắt đầu thu phí từ ngày 15 tháng 8 năm 2008. Thời gian thu phí hoàn vốn 13 năm 7 tháng và thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm 6 tháng, dự kiến kết thúc vào tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, quá trình thu phí lưu lượng tăng nhanh nên dự án đã hoàn thành việc thu phí hoàn vốn trước thời hạn. Trước đó, thì khu quản lý đường bộ đã hoàn thành tháo dỡ một trạm thu phí thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2, đoạn Nội Bài Vĩnh Yên. Trạm BOT còn lại nằm trên địa phận huyện Sóc Sơn, theo hướng từ Nội Bài đi Vĩnh Yên, được dự kiến tháo dỡ trước Tết Quý Mão 2023.